Hello, xin chào buổi tối mọi người nha. Mọi người thấy hôm nay shop em có gì thêm và mới không ạ? Thì đằng sau đây mọi người có để ý thấy dàn những cái chậu sứ kim tiền để bàn đấy không? Thì hôm nay shop em mới về rất rất là nhiều cây cho mọi người. Mọi người ơi, hôm nay cây nhà em về được thêm một số cái cây rất là lạ và tiêu biểu trong số đó là em muốn giới thiệu đến mọi người, đó chính là cái cây Thu Hải Đường Lá Lông. Đây mọi người có thấy đặc điểm của cái cây này này không ạ? Cây thân của nó mọc rất là nhiều cái lông trắng như thế này và lá của nó có thay đổi này mọi người. Lá của nó có thể màu xanh non này, màu đậm ở bên dưới này mọi người ơi, hoặc là cái màu vàng vàng như thế này, và trên những cái lá này nó sẽ chia ra những cái màu sắc khác nhau này, có thể nổi đốm đốm xanh xanh đen hoặc là nâu hoặc là đỏ hoặc là vàng. Thì trên lá non thì nó sẽ thiên về vàng hơn nha mọi người. Đó, cây này có một cái tên cực kỳ hay, cây Diệp Hải Đường Lá Lông. Cây Diệp Hải Đường này là một trong top những cái cây gọi là khá là hiếm thấy, bởi vì cũng ít người biết tới cái loại cây này. Cây Thu Hải Đường này là còn chắc hẳn là cũng khá xa lạ với một số bạn đúng không? Vậy thì mọi người hãy cùng em và Sao cây đời tìm hiểu cái loại cây đặc biệt này trong cái video ngày hôm nay nha. Về ý nghĩa công dụng đặc điểm của cái cây này ra sao thì mọi người hãy theo dõi ngay cái clip này. Đó, về dường như ấy, chỉ có những ai đam mê cái các cái loài cây lá kiểng thì mới biết được cái cây Thu Hải Đường Lá Lông này. Đó, nếu mà chưa biết thì về cái loại cây này thì mọi người hãy nghe em chia sẻ trong cái clip này về cái công dụng và ý nghĩa phong thủy của cái cây Thu Hải Đường. Đây là một cái Thu Hải Đường là đốm nha mọi người. Đó, cái thân của nó này mọi người, loại thân ráy nha mọi người, loại thân ráy mọc rất là nhiều lông thân đỏ nữa. Thì trước hết ý, về cái cây Thu Hải Đường này là một cái loài cây lai tạo và có hình dáng và màu sắc khác thường như là xanh lá này, tím này, hồng này, đỏ này, nâu. Lá mọc trên cuồng lá ngắn, mọc trên thân rễ dưới đất này, mép lá và mặt dưới lá thường phủ những cái lớp nâu có màu trắng hoặc là màu đỏ. Thì cái lá của cây này cũng khá là dày mọi người ơi. Lá của nó khiến chúng ta liên tưởng đến cái lá phong, tương tự với cái lá phong ấy mọi người, lá phong đỏ ấy. Đó, cái lá của nó này đằng sau của nó đỏ chót cho mọi người, những cái đường gân thì trắng trắng này, còn các cái đốm lá đằng sau đỏ này, còn đằng trước nó là cái đốm vàng và đốm xanh nha mọi người. Đặc điểm của cây này khá là nổi bật thì cái thân, cái kích thước của cây này cũng không có lớn đâu mọi người, thì kích thước này nó chỉ là một cái dạng thân thảo à. Đó, cái dạng thân thảo mà nó có thể mọc tỏa ra thành một cái vòm cây này, và cái thân của nó mọi người có để ý thấy cái củ củ thân của nó đúng không, nó mọc ngang và những cái lá nó đâm thẳng lên như thế này. Đây mọi người ơi, cái thân của nó rất là lạ, và những cái lá của nó, cái cuồng lá của nó có chỉ tầm cao khoảng tầm 10 cm đâu mọi người, và nó mọc ra lá của nó, lá của nó khá là dày nha mọi người, rồi và khá là dày. Và cái đặc điểm của lá nó là có những cái chiếc lá phong đỏ mà mọi người thường hay thấy ấy. Nhưng mà về cái loại cây này nó còn có rất rất là nhiều màu sắc, ví dụ như màu đỏ, màu tím hay là màu vàng đó. Thì cái cây này nó còn có những cái hoa nha, và thường có màu hồng. Những người mà trồng thường xuyên thì hãy cắt những cái bông hoa này để tập trung năng lượng của cây và những cái chiếc lá sắc tuyệt đẹp, bởi vì cái cây này thuộc dạng là những cái cây chủ yếu để chơi lá, và đặc điểm nổi bật của nó hầu như là tập trung vào những cái lá của nó nha mọi người. Đó, đẹp rất là đẹp luôn mọi người ơi, và đặc biệt gọi là một cái loại cây khá là lạ và hiếm mà thấy được. Về cái cách trồng của cái loại cây này ý, thì trước hết thì phải tìm hiểu về cái điều kiện sinh trưởng của cái cây Thu Hải Đường Lá Nông này ý. Về ánh sáng ý, thì cây Thu Hải Đường Lá Nông này thì được phát triển tốt nhất ở trong bóng râm, và tuy nhiên cũng cần một chút ánh sáng. Mọi người có thể đặt cây ở những cái bên cạnh cửa sổ hoặc là ở gần ban công, hoặc có thể đặt trong trực tiếp nhà của mình để có thi thoảng để cho cây có thể hấp thụ được cái ánh sáng, để cây có thủ để có thể hấp thụ và phát triển quang hợp một cách tốt nhất này. Tốt nhất là mọi người nên đặt ở cái cửa sổ mà hướng đông với mọi người. Về đất ý, thì cây này nó là ưa đất nhẹ và giàu chất dinh dưỡng, vị trí ẩm ướt và thoát nước tốt là điều kiện tốt nhất cho cây có thể phát triển. Về cái phần tưới nước ý, thì
Rồi chỉ tưới nước khi mà cái cây này khô, rất là khô đó mọi người. Cái cây này nó cũng không là ưa ẩm đâu mọi người, bởi vì nó là một cái loại thân thảo này, và cái lá của nó dày và cái thân của nó cũng khá là mọng nước, nên là cái cây này cũng không ưa ẩm mấy. Để cho cây có thể phát triển thì mọi người không nên tưới quá nhiều nước, để tránh tình trạng cây bị úng rễ và chết nha mọi người. Về phân bón thì mọi người nên bón phân mỗi tháng một lần, điều chỉnh lượng cho phù hợp để cây có thể phát triển này. Về cách trồng và nhân giống của cái loại cây này thì có thể gieo trồng được bằng hạt, hoặc là có thể tách cái thân trên cái thân mẹ khỏe ra để mọi người có thể phân nhánh ra để cấy được cái cây này nha mọi người. Đó, về cách chăm sóc thì mọi người nên thường xuyên cắt tỉa cái lá hỏng, lá yếu để cây có thể phát triển tốt hơn. Ý nghĩa của cây này có vị rất là đặc biệt, bởi vì tùy vào màu sắc và cái về và cái màu sắc của nó mà nó có những cái tầng nghĩa khác nhau, như ví dụ như cái màu đỏ này, màu đỏ màu xanh này rất là hợp với người mệnh mộc và người mệnh hỏa nha mọi người. Những người mệnh mộc mà mệnh hỏa trồng cái cây như thế này thì đem đến rất là nhiều sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc nha mọi người. Đó, cây diệp hải đường một cái tên cực kỳ hay, và mà cái tên nó lại cũng phù hợp với một cái cây đặc biệt như thế này. Mọi những người mà mệnh mộc và mệnh hỏa nên riêng ngay về cho mình một cái chậu cây như thế này và đặt trong cái góc làm việc của mình. Ngoài ra nó còn có cả cái khả năng mà thanh lọc không khí, nó giống như một cái điều hòa tự động mà có thể giúp mang lại cho mọi người một cái không gian thoải mái thư giãn trong những cái lúc mà làm việc căng thẳng ấy mọi người. Mọi người nên đặt một cái chậu cây này ở bên cạnh bàn làm việc của mình nha mọi người. Đó, mọi người có thể thay chậu hoặc là qua trực tiếp em để có thể em có thể thay chậu cho mọi người. Ngoài cái cây này ra, hôm nay em còn về thêm cái cây này mọi người ơi, một cái cây được trồng tiểu cảnh như thế này. Mọi người có biết cây gì không? Mọi người đoán được cây này là cây gì không ạ? Thì cây này hẳn là cũng quen thuộc với mọi người rồi. Cái cây này được trồng khá là nhiều và đã xuất hiện tại Việt Nam khá là lâu. Cái cây này có tên là cái cây lá măng, hay còn gọi là cái cây thủy tùng nha mọi người. Đây, nó được trồng trong một cái chậu và được trang trí như thế này đây. Còn những tảng đá này được lấp đá đây này, cái chậu vòm to như thế này và trồng được cây. Cái cây này có chiều cao rất là mini nha mọi người, tầm khoảng 15 cm nha mọi người ơi. Đó, lá của nó xanh và tốt, thì cây này đẹp lắm mọi người ạ. Đang sẵn nha mọi người, thì cây bên em này đang sẵn hết. Thì cây thủy tùng ấy, với cái thân hình nhỏ và cái cây thủy tùng lại có sức sống khá là bền bỉ, nên là được các gia đình lựa chọn để trang trí nội thất rất là nhiều, đặc biệt là để trên các cái bàn làm việc đó. Thì cái cây này còn gọi là cái cây lá măng nữa, thì bởi cây có khả năng tạo ra những cái phiên bản mini, còn có nguồn gốc từ cái cây này ấy, thì nó có nguồn gốc từ Nam Phi nha mọi người. Cây này đang ra mầm rất là đẹp mọi người ơi, mầm của nó đang mọc lên là mọi người. Loại này là loại mini, còn có cả loại to hơn, nếu mà mọi người thích thì bên shop em đều có cho mọi người nha. Cây thủy tùng nó một là một cái loài cây thảo mộc lâu năm, thì mọc tùm và những cái lá màu xanh đậm như thế này, và lá của nó là thuộc dạng lá kim và nó phân nhánh tỏa xếp tầng như thế này đây mọi người. Lá kim rất là nhỏ luôn mọi người, nhưng mà tuy nhỏ nhưng mà nó có lại đem đến cho mình một cái gì đó khá là lạ đây. Để góc này mọi người mình nhìn thấy được cái dáng của nó này, rất đẹp mọi người ơi, trông như một cái cây thông nhỏ bé xinh xinh ý, được trồng một cái chậu mà trang trí như thế này. Là mọi người hãy link ngay về cho mình một cái chậu như thế này. Để về cái công dụng của cây này thì chủ yếu cây này là một cái cây chịu được bóng râm nha mọi người, chịu được ở trong những cái bóng râm bán phần, và thường được trồng chủ yếu để trang trí nội thất trong nhà này, làm đẹp cảnh quan cho khu vực nhà ở này. Một số cây thủy tùng này còn có thể được trang trí ở những cái ví dụ như là hồ nước này, hồ cá, hay là hòn non bộ để làm cảnh nha. Thì cây này được làm cảnh rất là nhiều và được cực kỳ giới cây giới phong thủy và tín đồ yêu cây cảnh phong yêu thích nha mọi người. Về ý nghĩa của cây này thì cây này có ý nghĩa phong thủy rất là cao quý, hợp nó thể hiện cho sức sống bền bỉ, kiên trì vững chãi và luôn cố gắng trong cuộc sống, nó giúp cho người gia chủ được sự nghiệp thăng tiến và thành công này. Đó, cái ý nghĩa nó rất là đẹp đúng không mọi người, thì mọi người hãy link ngay cho mình một cái cây đẹp như thế này về mọi người ạ. Đó, đây là một số cái cây mà em giới thiệu mà shop em đã về rồi mọi người. Mọi người hãy nhanh tay qua đây để mua và link ngay về cho mình những cái chậu cây đáng
đáng mua và có nhiều ý nghĩa như thế. Mọi người hãy đến ngay tại địa chỉ 39 Trần Bình Mai Dịch Cầu Giấy tại sau vườn cây đời nha mọi người. Đó, mọi người mua nhiều thì càng được nhiều ưu đãi và được rất rất là nhiều phần quà ý nghĩa, ví dụ như là được khắc tên của Huy lên chậu hay là được những cái phần quà đặc biệt. Đó, mọi người hãy nhanh tay lên nha. Bye bye mọi người.